Giữa mi đầu con là ở mấy chồng con cũng gì tam văn tâm nói lớn lên rồi mình ở đây mình có hộ nghèo không? Có, người ta cho cái nhà này có cắt hết trơn, hộ nghèo cũng nghèo, ta cắt hết trơn. Khổ quá, chồng đi biển, đi biển câu một bé, dạ đi câu một bé, mà già đi vợ nhỏ, nó vợ nhỏ, rồi giờ thì không nguyên nhân gì mà bị điện giật, đèn chồng con bị mát đi hư hoại không sửa, gắt hơn để đèn như điện giật, rồi đi cái gì cái vỏ bao nhiêu người trong đó con, mình lên chồng con à. Dạ. chết lúc có mấy giờ, chập sáng này cái thứ ba 4 giờ sáng. Rồi từ ngày mình đi mực ghé không chứ đâu có đi làm ghé rồi cái này là con lấy hai đứa con à con này mấy nhiêu tuổi này 10 tuổi rồi ba còn thằng là mới 6 tuổi có đi đứa nào đi học không có đứa này học lớp ba rồi từ nhà con mận gì có nhà dưới hai nhỏ ở nhà cơm nước cho chồng như là chết rồi sáng này chở vô sáng này tự nhiên cái hàng này là bên từ thiện cho á là sao mấy anh ở trên mà trên đó trên kiểm xin của chú không tử cho mấy xin cái hàng này xin rồi gì rồi mình giờ lại nhà khó mình như là tiền mai táng rồi mình không có nhà cho nhà ông có đồng bạc chưa nhờ gì chồng họ chồng cái này mình ở bên chồng đó con chồng đồng hồ bên chồng biết con biết chưa chứ thử không biết đi làm mà sao biết được khổ lắm sống với chồng con chồng cứ ghen xíu rồi đi sát bé cái máy thương hoài đi sửa hoài không có tiền nữa dân kia bây giờ nợ dữ chơi luôn có thế nào con mà lớp triệu nhà nước 4 triệu nhà nước chồng anh em đứa vài triệu rồi bên đây nó mới cho mượn 4-5 triệu sửa ra vừa xong có mấy đưa qua giờ cũng băng nó cho đưa hoài chứ không được này vô hoài nó mới mắc ra thì điện năng con lúc mười á, con coi chú mười mới 7 giờ sáng nó thấy con chú mười nó thấy ra mà không có lưới là trâu mà đèn thì cháy tắt cái cháy nó mới kè lại những cái nằm quét thôi con chú mười ở em cũng làm cái đó là chết trên ghe hay là chè nghĩ đến sao mình chè cái kia chết ghe đủ nám mặt mà cũng đủ quét chú mười bây giờ năm không chưa. Cảnh em nói nhà cho Mỹ thế, cho mừng dữ cho lắm chứ ơi, không đi chùa bảy kiếm khổ dữ chứ. Bây giờ nợ dưới dưới dân giờ mới. Mà nói điện là điện con Kim Anh á. Dạ thì điện con chưa cô Kim Anh. Mà giờ là đổ không kịp nữa, bây giờ phải chôn cái mã đất xây núi trên. Nếu bây giờ gấp thứ hai nữa mình không có tiền, bây giờ làm lỡ có nợ nần thì tội nghiệp nó hai đứa con nó đâu ai lo đâu. Xin cô bây giờ mới để dưới chơi. Nhanh quá vì ba con không có hứa được cái gì chứ. Tại vì đây đêm nay tới sáng là trước khi mình ước ta chưa lướt qua thì mình từng có thấy lên sớm thì nó đỡ.
giờ thì đi yên đi. Sao giờ có nhiều người hết nhiều. Sao thì kể được phần nào nữa được thì cũng cảm ơn. Bây giờ gì không có hứa cái gì với con được. Mà tại vì gì lên này á, với chú Bảy với đầu Tám như đến đây á, là mình không có biết gia đình, nhưng mà nhờ mấy cháu điện như vậy á, thì lên cái Facebook này á, để mình xin tiền hỗ trợ để mai táng. Chứ còn nhiêu tiền mà sau này thì mình không hứa được. Xin mai táng nè, thấy không chú? Chứ còn nói như xin tiền này nọ gì ba không làm được. Thành ra nói cho gia đình biết là mình xin tiền mai táng thôi. Rồi bây giờ là về chiều mai có gì chuyện với cô tình hình sao. Chứ bây giờ quá gấp quá, chết này cũng đâu có ai báo trước. Đâu báo trước, đâu biết được từ gì trước mà dưới ai nữa. Bây giờ mình thấy hoàn cảnh mình nghèo á, người để thời gian người thầy coi gì đó, người tuổi gì phải cho liền người để kéo thời gian này không có nó khả năng khổ cha rồi cha rồi nói lớn lên đây lớn chắc biết cha đâu rồi cha đâu cha như nói lớn lên nói lớn thì chú có thâu là cha đâu nói lớn lên con nói cha đâu nói cha đâu nói lên đây nói đi cha đâu chị hỏi rồi bà chị hỏi thì ta sáng tóc bác hai đi cha con mất mà chiều mai mà bảy bác hai tóc cha con mà sao vậy đi.